Tỉnh Lào Cai đang có trên 70.000 công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Năm 2021 đã có 5.055 sáng kiến cấp cơ sở, giá trị làm lợi 7 tỷ 912 triệu đồng. Có 39 nhóm đề tài giải pháp của 183 tác giả tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 7. Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, Lào Cai đã có trên 4.000 lượt sáng kiến, xếp thứ 28 trên 63 đơn vị tham gia chương trình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động với phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, hăng hái đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, Nội dung mục tiêu phong trào thi đua phải cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, ngành, đơn vị, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng bằng khen lao động sáng tạo cho 9 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 32 tập thể, 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.